Tiếp tục là những thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Ngày hôm qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Đà Lạt đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Nguyễn Minh Khôi sinh năm 1996, Bùi Đặng Gia Lương sinh năm 1993 và Hồ Nhật Thuận sinh năm 1997, đều trú tại phường 8 thành phố Đà Lạt về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 19 tháng 6, do cần tiền tiêu xài, cả ba rủ nhau đi vào trường Đại học Đà Lạt trộm cắp tài sản. Khi vào đến phòng máy của các khoa, bọn chúng dùng cây sắt ở gần đó để cày cửa lén vào, lấy trộm được 5 CPU, 2 màn hình, 2 bàn phím, 2 chuột và 1 cặp loa. Sau đó, bọn chúng mang về nhà người quen cất giấu, chờ mang đi tiêu thụ. Được biết, khoảng đầu tháng 6 năm 2015, Khôi và Lương đã dùng thủ đoạn trên vào trường Đại học Đà Lạt, lấy trộm được 3 CPU và 1 máy in, mang đi bán được 4 triệu 500 ngàn đồng và lấy tiền trên để chơi bắn cá và tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.